Bố đang bảo bảy chúc mừng sinh nhật Dạng Tư nhá. Sao không nhớ? Hôm nay là ngày sinh nhật của vợ thì được chúc vợ sinh nhật vui vẻ và làm ăn kiếm được nhiều tiền. Hôm nay là sinh nhật của Dạng Tư. Happy birthday Dạng Tư. Một tay, một tay. Phương. Hát nào. Ui. Happy birthday to you. Happy birthday. Ok mọi người ơi, thì ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với mình các bạn ạ. Thì các bạn biết hôm nay là ngày gì không các bạn? Ngày hôm nay là ngày mà sinh nhật của Phạm Thư nha các bạn nhá. Thì hiện tại thì Kiên đang có mặt tại nhà Thư và để làm tổ chức sinh nhật cho Thư. Thì một lát nữa thì Thư sẽ về các bạn ạ. Hiện tại thì anh em mình đang công đoạn gọi là dính bóng để lát nữa anh em mình tổ chức cho Thư một cái gọi là cái gì đó gọi là rất là kiểu là ngạc nhiên một chút, đúng không? Đấy. Lát nữa dính lại nhưng mà anh em dính lại cho đều tí, này bạn thấy nó hơi lệch. Cái này thì mình sẽ dính thành trái tim ấy. Đấy, xong rồi một lát nữa thì sẽ ngồi vào trong rất là đẹp luôn anh em ạ. Để tổ chức bất ngờ luôn. Vì một lát nữa Thư đi làm về rồi. Đấy, Thư về một ngày là mình sẽ dắt Thư ở đây và tổ chức các bạn Thư một cái buổi sinh nhật cực kỳ ý nghĩa nha anh em nhá. Dính hơi lệch thì sao? Phải không? Hơi lệch. Lệch thôi. Để cho nó đứng nó. Anh phải đứng hẳn vậy. Hơi lệch đúng không? Hơi lệch. Đấy, cái này. Hơi lệch này. Là cái vòng cung này thiếu là ai? Cái vòng cung này là ai? Vòng này nó bị to, vòng kia hơi nhỏ rồi. Vòng nào? Vòng bên kia hơi nhỏ. Cứ cứ dán hết vào đi rồi là dán hết rồi xong. Dán hết là. Tí nữa mình sửa. Sửa được mà. Tại vì là nói chung là mình dán thì mình cũng không được kiểu là đẹp cho lắm nên là nãy đơn mình dán xong mình sẽ sửa rồi các bạn ạ. Hơi lệch à? Ôi chưa đâu rồi. Chắc ôi. Trên đường mình chuyển hơi lệch. Buồn thế. Chỉ chết chữ rồi mọi người ạ. Chết chữ bạn Thư rồi anh em ơi ạ. Bây giờ còn mỗi chữ Thư rồi. Kiểu đi đường nó sóc ấy anh em. Chán thế nhở? Đi đường là không sao. Đây anh em ơi đấy. Ôi xuống đây nào. Để đây. Đấy tí nữa Thư sẽ ngồi ở trong đấy nhá. Ok. Đây là để nó đổ bóng nhá. Đấy thì một lát nữa thì Thư về đó. Anh em bây giờ anh em tắt đèn đi xong là trốn đi. Để lát nữa thì Thư về một cái là giúp tắt Thư vào đây nhá. Còn đâu là kiểu là dắt về có bình thường thôi đúng không? Mãi không còn anh sẽ ù ùa ra nhá. Đúng chưa? Được rồi. Đấy đúng. Cái lát lại đến thắt. Chắc về giống như không có chuyện gì hết. Ừ đúng rồi. Bây giờ phải giả vờ như không biết gì cơ. Chỗ này đây anh em, chú hết gầm bàn gầm ghế, chỗ này hết. Gầm bàn gầm ghế chỗ này hết. Thay chú hết gầm tủ ấy. Chú gầm ghế nhanh lên. Bố bảo chị về nhà có chuyện gì hết. Có chuyện. Bố đang bảo chị. Bố sinh nhật Dạng Tư nhá. Sao không nhớ? Hôm nay là ngày sinh nhật của vợ thì được chúc vợ sinh nhật vui vẻ và làm ăn kiếm được nhiều tiền. Hôm nay là sinh nhật của Dạng Tư. Happy birthday Dạng Tư. Một tay, một tay. Phương. Nhưng mà sorry vợ một điều là trong lúc mà đi vận chuyển này bánh nó hơi bị xô nên là nó bị mất chữ. Nhìn thấy có mỗi chữ Thư. Thôi vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Đây, 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 rồi. Hôm nay thì sinh nhật của vợ ấy. Thì ở đây tất cả mọi người cũng là tem của mình đến đây để tạo cho vợ một cái món quà sinh nhật cũng là bất ngờ. Đấy. Thì vừa lấy thì cũng là cảm giác của vợ nào? Cảm giác rất là vui, hạnh phúc. Vừa lấy thì đi đâu về đấy? Bảo thằng Dũng nó yêu đi. Thằng Dũng nó nói yêu đi đâu ấy? Đâu, em nói
về nhà đi, bố bảo về nhà. Đang làm bóng quá, sếp nó bảo là chị tươi về nhanh, bố bảo là có chuyện gấp. Về luôn, không là muốn mắng. Thế là chạy vội thôi, không phải về nhà. Ok. À, lời đâu rồi, lời đâu rồi. Lấy lửa đã. Trong như trong đến nhà vợ từ sớm rồi. Xong nè. Từ 1 giờ mà. Đến từ 1 giờ. Xong bắt đầu bây giờ bắt đầu là mọi người đến đây, mọi người làm này, bắt đầu là cho vợ chị bất ngờ ấy. Đây giúp các anh ngồi cho đều. Nên là mọi người chụp ảnh nhá. Nhưng mà thật sự từ trước đến giờ chưa được ăn cái bánh kem là to như thế này. Rồi bây giờ là chuẩn bị là đóng cửa vào. Từ camera vào đây để đáng nữa là đóng cửa vào. Cho nó sáng này. Xong nè. Đấy. Cho đợi thôi. Thôi. Đừng có bắt biệt được cả. Đấy. Cái nghiệp được rồi. 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 Bây giờ là sẽ cắm lấy cho bạn Tư nhá. Ok. Rồi. Wow. Ui hồi đấy là quả. Kế gọi là một Sự cố. Không nhìn cả. Sự cố à. Rồi nha. Đây đừng có ra xe mà nó bắn mặt đấy. Ừ, nào đi em sợ. Đấy, các bạn đang ngồi. Nào, anh em chuẩn bị hát nào. Ui, nào. Happy birthday to you. Happy birthday. Ok xong rồi. Bắt đi em, mở điện cho em ơi. Bắt anh vào cửa lại. Rồi, cửa có tư chưa? Vừa xong rồi. Nghe nhanh chứ. Mày ướt được chứ. Tư gì em, tư gì em. Ê, đứa là bí mật bởi vì là nếu mà đứa ước mình nói ra thì đứa ước sẽ không link cho mọi người ạ. Đúng rồi. Link á. Thế là đứa ước phải bí mật nha. Ok, rồi bây giờ bạn Tư bỏ về ra đi chụp ảnh nhá. Chụp ảnh đi rồi là bắt đầu là cho mọi người cùng thưởng thức nhá. Ok ok. Nào, anh em đã 24 tuổi rồi cơ à? 24 tuổi rồi. Thì ra thôi. Thì biết em đi ăn từ tối mà là gì? Mình vẫn nghĩ là mình là 18 tuổi. Thì ra lại còn 18 tuổi, chứ không có thể là 24 tuổi rồi. Rồi, thôi camera em... Nào mọi người đi vào đây chụp ảnh đi. Thành anh chụp ảnh của anh đi. Chụp ảnh của anh. Bây giờ là mọi người đang chụp ảnh nhá. Nào. Em... Chụp ảnh đi. Anh em bây giờ chụp ảnh nào. Cười lên. Đấy. Đây rồi, là... đây rồi. Đây rồi. Bây giờ là mọi người chụp ảnh nhá. Đấy, chụp ảnh. Đấy. Được. Ok ok. Đấy thì okay. Hôm nay là chồng chả biết chồng làm như nào cho vợ chứ cả mọi năm thì chồng chỉ tổ chức sinh nhật rất là đơn giản cho vợ thôi. Chồng chỉ mua bánh sinh nhật với cả không được đông người, không được đầy đủ những thành viên gia đình mình, tại vì là dịch nên là chồng cũng muốn mời những người bạn đến thì là diện tích thì là đến đông quá thì cũng không tốt, không đến được ấy. Mời những người tất cả mọi người này có đi vui mà. Này là vui rồi. Nên là hôm nay là sinh nhật của bạn Tư là đúng vào hôm gần dịch anh em ạ. Này hơi buồn một chút. Tại vì là mọi năm mà không dịch thì sẽ tổ chức rất là vui ở quán xá. Nhưng mà do là năm nay bị dịch nên là không thể là ra quán để tổ chức được các bạn ạ. Rất là buồn luôn. Không buồn nhá. Không buồn. Bởi vì là đầu tiên tổ chức trong tức là khúc như thế này xong rồi có cả là anh em trong nhà này, tất cả bạn bè thân thiết đến đây nên sao mà buồn được. Ok. Thôi ăn thôi. Thôi nhá. Giờ lấy dao rồi anh em. Đấy là nãy nữa rồi là anh mình nhầm.